Vâng, chào các bạn, chào toàn thể anh em. Hôm nay là ngày 19 tháng 6, em lên video đây có ý cần, mấy cái cần với. Các bác chốt cái nào liên hệ với em qua số điện thoại 0969 113 285. Thể kết nối Zalo với em qua số điện thoại 0969 113 285. Giá em báo là chưa có phí ship. Ship mỗi đơn hàng là 30.000 trên một đơn, em ship code toàn quốc. Bác nào chuyển khoản thì bao ship. Sau đây em sẽ lên lần lượt từng mã. Đầu tiên đều có cái cán vợt của nhé. Cái cán vợt này nó dài 4 mét rưỡi. bốn mét năm mươi bốn lóng. Cán này có thích hợp cho các bác câu ISO ấy. Chỗ này hơi xước, chỗ này hơi xước thôi, xước sơn. Cán nhỏ quá nhé, cán nhỏ rút ra nó tương đối là thẳng, thích hợp cho các bác câu ISO, câu chép khá là nhẹ. Cái này mã C1 nhé, mã C1 gốc 24 ngọn 13 nặng 385 g. Cái này em bán cho các bác 250, bán 250. Cái tiếp theo mã C2 đây, cây cần súp nhé, cây cần súp của Ryobi này. Cái này Superlight XSR cứng 25, dài 4m25, 25 dài 425. Phát Fuji. Quen Fuji xích. Quen Fuji xích có định vị quen này. Cái quen này thì hơi sứt nhẹ một tí nhựa đây, không ảnh hưởng gì có nhé, vẫn cầu bình thường. Có định vị quen luôn. Cứng 25 thích hợp cho các bác gầy rô gầy chép. Ngoại hình thì nó chảy xước cũ theo thời gian thôi, ngoại hình chảy xước cũ theo thời gian. Quen Fuji xích chân đen này, made in Japan thôi. Cái này made in Japan. Cái này mã C2 gốc 24 ngọn 2,8 ly nặng 385 g. Cây này có giá 800.000 với 800.000. Cứng 25, 425. Ngoại hình thì có chảy xước, có cũ theo thời gian. Made in Japan. Tiếp theo mã C3 thì có cây cần ISO quen nhỏ thôi. Cây ISO quen nhỏ. Partner Fuji LS6. Cái này ngọn tháp thôi, ngọn tháp nửa đặc nửa rỗng. Ngoại hình còn khá là đẹp, chất liệu carbon xoắn vòng. Đây, lóng thứ hai từ gốc lên có xước rằm rồi nhé. Lóng thứ hai từ gốc lên xước rằm này. Cái này nó dài 5m4 thôi nhé, 5m4, độ cứng tầm 1.5, độ cứng khoảng 1.5. Cây này thì trên cần nó không có cái chữ gì luôn, không hề có một cái chữ gì. Nó là chất liệu, chỉ biết nó là chất liệu carbon, không một chữ gì nhé. Gốc thì nó cuốn dù như này. Cây này mã C3 gốc 22 ngọn 1,3 ly nặng 235 g. Đọt tầm 1.5 thôi nhé. Cây này cứng khoảng tầm 4H so với cần đơn, 3H rưỡi 4H.
Cây này mã C3 bán vắt 400.000, mã C3. Tiếp theo cây dây trồng ấy, cây này cây Daiwa HS. Daiwa HS này, cứng 120, dài 31. Made in Korea. Khoen đá xích. Đầu chụp này. Cứng 120, cần rút, khoen xích, đá xích. Cần đẹp thôi, không có chảy xước gì luôn. Bao đẹp luôn. Rất cứng luôn. Đã được đầy đủ rồi. Đây qua, nói chung là cây này đẹp lắm. Đẹp keng luôn. Dây trong cứng 120, dài 31. Cây này mã C4, gốc hai sợ à, gốc 22, ngọn 3,9 ly, nặng 450 g. Cái này có giá 700.000. 700.000. Tiếp theo đây cũng cây dây trồng, cây này cũng Daiwa HS. Daiwa HS cứng 80, dài 3,5 m. 80 dài 3,5 m, sản xuất tại Hàn Quốc, Made in Korea. Cần đẹp. Có vài vết xước nhẹ nhẹ như này thôi. Cây này bốn lóng ấy. Cây này thu gọn hơn cây kia. Cần đẹp, bên trong đẹp này. Phôi màu bạc kim tuyến. Dây trong cứng 80, dài 3,5 m. Cây này mã C5, gốc 22, ngọn 3,8 ly, nặng 388 g. Cây này có giá 600.000 với 600.000, Made in Korea. Tiếp theo này có cây Alpha Tucker, cây này ISO khoen lớn. ISO khoen lớn. Dùng dành cho các bác, các cái này thích hợp cho các bác câu ISO biển. Nó làm theo kiểu giả trúc phòng cổ điển thôi. Cái này nó dài 5,4 m, rất là nhiều khoen luôn, khoen phát Fuji. Còn khá là ok, có xước vài chỗ luôn. Hơi xước chút đấy, xem sót classic. Classic là cổ điển 5,3 m, sản xuất tại Hàn Quốc, Made in Korea. Cái này nó cứng không ấy, cái này nó cứng, nó tầm đọt số 5. Cái này khoảng tầm đọt số 5, số 5, số 6 vậy. Rất nhiều khoen gốc hàng gỗ. Cái này mã C6, gốc 27, ngọn 2,4 ly, nặng 468 g. Cái này bán 630.000 thôi. 630.000, hàng pha tắc cơ. Tiếp theo đây có cây cần súp, cây này Acut Pro 4,2 m. Phôi gốc thì nó xoắn hai da như này. Cái chỗ này nó bị bám keo, bám bẩn nữa. Cái này cạo cạo móng tay nó đi này. Nhưng mà cái chỗ này là nó bám bẩn này. Nó bám cái, chứ nó quấn cái rù này, này. Nó quấn cái rù sợi to này, này.
còn in in cái hình cái dù lên đây. Dùng cạo thì nó đi. Đây, phôi lóng gốc thì phôi hai dài nhé. Cái này nó cứng khoảng 25 cơ nhé. Cứng khoảng 25 trong xoắn vòng. Ngoài hình thì nó cũng có xước răm. Cái cây này rất là nhẹ luôn. Cây này rất là nhẹ luôn. Súp cứng 25 có các câu ngâm của nước, nói chung là câu lưỡi lục nhỏ nhỏ gầy rô là 4,2 m, đóng gốc thì phối hai da. Cái này mã AC7 gốc 24 ngọn 2,7 ly nặng 300 g, cái này có giá 570.000 nữa, 570.000, cứng 25 dài 4,2 m. Tiếp theo đây cây Suzumi súp lở Cutter AX cứng 25 dài 3,6 m. Suzumi cây này rất là đẹp, có keo epoxy này nó hơi dạn dạn chút, cái này nó dạn keo epoxy nhưng mà dùng nó không ảnh hưởng gì cả, dạn một chút keo epoxy đi, còn cây cần còn rất là đẹp, không hề có vết chảy vết xước này. Quen pad Fuji cứng 25 3,6 m, nếu các gầy rô gầy chép cầu ngâm cầu lăng C đẹp không? Long lanh luôn. Gốc cây này mã C8 gốc 28 28 đo tay cầm này nhé, thân chỗ này 24 23 24 ngọn 2,1 ly nặng 430 g, cây này có giá 500.000, 500.000 chất liệu carbon, hàng của Suzumi đẹp. Tiếp theo đây có cây Olympic Olympic Century này. Bát Fuji FS7, cây này là Black Spin 3,9 m, dài 3,9 m. Quen Bát Fuji còn khá là đẹp, nói chung là nó không có vết xước của đáng chú ý đâu, không có vết xước của đáng chú ý đâu. Vài vết phải phải lông mèo cứng khoảng 25 thôi, cứng khoảng 25 đến 27 khoảng, khoảng. Này các bác chỉ gầy rô gầy chép hoặc là câu lăng xê câu ngâm thôi. Người du phải chép đầu cần chung là đẹp. Okay. Olympic cây này mã C9 gốc 22 ngọn 2,7 ly nặng 384 g, cây này có giá 580.000, 580.000. Tiếp theo này có cây Daiwa Liberty Club này. Cứng 20 dài 3,9 m. Cái này nó dòng như kiểu súp lở ấy. Cái dòng này nó như kiểu súp lở, nó không không có khoen gập, không có khoen gập này, các bác gầy rô gầy chép không ngâm cần đẹp. Cái này được sản xuất tại Việt Nam này, không có chảy xước gì đâu. Phôi đẹp keng, phôi lóng gốc xoắn hai dài như này. Đài Hòa Riding X Made in Việt Nam, khá là cứng luôn, cứng 20 mà nó tương đối là này. Ngồi đẹp 20 3,9. Cây này mã C10 gốc 22 ngọn 2,4 ly nặng 345 g, cây này có giá 750.000, 750.000. Tiếp theo này có cây cần hai khúc, cây này hàng của Promarine Bát Fuji khoen hãng, Bát Fuji khoen hãng chất liệu carbon,
cứng 20 dài 2,1 m, 20 dài 2,1 m, chất liệu carbon này. Bát Fuji quen thì phải hãng. Cái này mã C11 gốc 22 ngọn 2,4 ly, nặng 226 gram. Cái này mã C11 giá 300.000. 300.000. Cần carbon bán như cần phíp. Cái này mã tiếp theo cây cần lua ấy, cây này cây Daiwa. Daiwa Pro Cutter Z 602ML máy ngang. 602ML máy ngang. Cây này made in Thái Lan. Quen Fuji Xích. Made in Thái Lan quen Fuji Xích. Cây này bu titan. Cây này đúng là của nó bu titan. Máy ngang dài 1,83 m, hai lóng cứng ML Lure từ 3/16 cho đến 5/8 OZ, 5/8 OZ là khoảng 17 gram thôi nhé, khoảng 17 gram. Mắt lai từ 6 cho đến 14 lb. Quen Fuji Xích. Cây này mã C12 gốc 25 ngọn 1,9 ly, nặng 104 gram. Cây này có giá 670.000. 670.000. Tiếp theo nếu có cây cũng cần lua hai khúc máy ngang. Cây này cây Daiwa Cross Carbon Phantom. Cái gì đây? Diamond Riding. Điều mình riding là cái gì, kim cương gì. Chịu luôn. 602 trừ 3 RB, không hiểu. 6 feet 1,83 m, lure từ 7 đến 21 gram, tải từ 8 cho đến 20 lb, made in Taiwan. Cái Phantom này được sản xuất tại Đài Loan thôi nhé. Quen Fuji xứ xám. Quen Fuji xứ xám xoắn ích đến tận ngọn luôn, cái này xoắn ích đến tận ngọn, cán mút. Cái này cứng ML ấy. Lure 21 gram mắt máy ngang Daiwa Phantom Fuji xoắn ích hai da. Cây này mã C13 gốc 29 ngọn 2,1 ly, nặng 142 gram. Cây này có giá 600.000. 600.000. Tiếp theo đây có cây lua hai khúc UL. Cây này lure từ 2 cho đến 8 gram. 2 đến 8 gram, quen Fuji Xích. Dài 5 feet. 5 feet khoảng 1,53 m vậy. 1,52 m. 1,52 m UL. Đây, cái bát của nó thì chỉ cần dí cái máy vào cài phát là được thôi. Dí cái máy vào cài. Cài vào là chắc. Chung là các bác lua UL, lua rô phi, lua rô đồng, lua suối, lua mương. Quen là Fuji Xích, bù xích mua chè. Mua xích mua chè. Cây này mã C14 gốc 22 ngọn 1,8 ly, nặng 49 gram. Cây này có giá 570.000. 570.000. Tiếp theo mã C15 đây có cây, cây này dạng lua mực thôi, cây này nó dạng cần lua mực này. Vì là gì? Silver River, chất liệu carbon, hai carbon rod,
Top RGI Cutter 8,6 F. Cái này thì độ cứng của nó tầm ML thôi. Cái này các bác lua thì tầm khoảng độ 14 15 gram thôi nhé. Cái này lua thì tầm 14 15 gram độ cứng. Dài 8 feet 6. Ngoại hình hơi xước chút này. Ngoại hình chơi hơi xước chút. Quen bát Fuji bù xích. Quen này quen xứ xám này. Bù xích. Dài 8 feet 6, cán bẩn. Đây là cây lua mực. Cây này mã C15, gốc 28, ngọn 1,6 ly, nặng 150 g. Cây này có giá 600.000. 600.000. Cứng khoảng ML. Tiếp theo đây có cây ba khúc cắm gốc, cái này không biết của cái hãng gì luôn nữa. Pat Fuji này. Quen thì cũng quen Fuji, vành sứ xanh, chân quen thì hơi xấu, cái quen này nứt à, quen này nứt chân, gãy chân, quen này gãy chân luôn. Một cây này thì nó xấu. Chất liệu carbon, các bác mua về lấy cái phôi, các bác mua về lấy cái phôi, nó ba khúc cắm gốc. Cây này không biết nó câu vào cái mục đích gì, nó tương đối là mềm, tương đối là mềm. Thực tế là cái loại thể loại này em chưa câu bao giờ, chưa biết, không biết là nó câu vào thể loại mục đích gì. Ba mét ba, cái này nó dài 3,3 m. Chất liệu carbon, nếu mà mua về lấy cái phôi. Có một cái khoen này nó bị đứt gãy một chân, mềm rồi, mềm. Khá là mềm luôn, nó không phải là cần lua mà em. Thực tế là cái cây này để câu cái kiểu gì em không rõ, chưa sử dụng bao giờ biết. 3,3 m. Một cây này bán cho các bác 250, gốc 23 này, ngọn 2,3 ly, nặng 274 g. Mã C16 nhá. Thành lý cho các bác 250 về lấy bộ phôi. Tiếp theo đây có cây hai khúc dài 2,4 m, cây này hàng của NFT. NFT cần còn khá đẹp luôn. Cây này cây Shear Meeting 80, 2,4 m, cứng 80, dài 2,4 m, hai lóng, chất liệu carbon, NFT, quen Fuji. Quen Fuji, nói chung là cây cần còn khá đẹp luôn. Có cái gốc này thì nó hơi chảy cái sơn này chút này. Cán gỗ thôi nhé, cái cán này bằng gỗ này. Cái cán này về phun PU lại ngon, cán này về phun PU lại, lấy cái giáp đánh phun PU bóng lử lên. Cây cần nhịp long lanh keng xoeng em vàng NFT cứng 80, dài 2,4 m, khá là cứng luôn. Chúng nó đẹp không ấy, trên phôi đẹp lắm này. Quen đẹp này, không ám ố gì luôn. Này về cỏ giấy giáp đi, xong thì chỉ, chạy ra chỗ mấy ông thợ mộc ông phun PU lại cho phát ngon đẹp keng xoèng. Cây này mã C11 à C17, gốc 29, ngọn 3,4 ly,
nặng 330 g, cái này có giá 560.000 với 560.000 cây chất lưu luôn. Tiếp theo đây có cây cần ba khúc với ba khúc, cây này cây Shimano 2 Power X, Shimano 2 Power X Sub Custom 405 CX, 405 CX. Khoen Fuji xích, khoen gập ấy. Phôi thì nó cũng có xước theo thời gian, xước theo thời gian 405 CX, có các gầy rô gầy chép câu đánh lục đầu cần, gầy nó hơi xước theo thời gian, nhưng mà thực ra cái loại phôi này thì nó cũng rất là bền ấy. Phôi này thì nó cực ly cực bền luôn, dòng 2 Power X đời cũ. Các mua về các bác nào lấy gầy rô gầy chép đánh đầu cần 405 nguyên bản chưa hạ bát, ngoài hình nó có xước theo thời gian. Cái cán này bằng gỗ thôi nhé, cán này bằng gỗ. Cái cán này muốn đẹp thì tháo hai con ốc này ra, rút cái cán này ra sơn lại. Cái này mã C18 gốc 24 ngọn 3,2 ly nặng 470 g, cái này có giá 2,2 triệu thôi, 2,2 triệu, 405 CX. Tiếp theo đây cây ba khúc này, cây này cây đài cũng Shimano luôn, Shimano Arocat 405 EX, 405 EX made in Singapore thôi. Cái này được sản xuất tại Singapore, khoen Fuji xứ xám, Pat Fuji. Gốc này còn đẹp nữa, gốc có su đẹp này. Ngoài hình thì nó trên phần nó có vài vết xước, và nó xước cũng ít, xước phải bám bẩn. EX thì cứng khoảng 25, EX cứng khoảng 25, và các gầy rô gầy chép nguyên bản chưa hạ bát ba khúc. Cây này mã C19 gốc 24 ngọn 2,6 ly nặng 450 g, cây này bán 1,4 triệu thôi, 1,4 triệu. Đấy. Này 1,4 triệu mà chuyển khoản bao ship nữa, đóng cái ống nước hết, đóng cái ống này chắc với ống 90 đóng được cái cây này dài 1,5 m, đóng cái ống 90 dài 1,5 m, phí ship mất khoảng 50.000. Thế thôi, cái ống 90 thì cái đoạn ống 90 Sino nó mất khoảng 30.000. Như cái này mà đóng ống 90 Sino thì mất 30.000, 30.000 tiền đóng, 50.000 tiền ship thành 80.000. Nhiên là trên đêm có 19 mã cần, bác nào chốt cái nào liên hệ với em qua số điện thoại 0969 113 285, em chào toàn thể các bác.